Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Tâm Phúc TV, tiểu sử của người nổi tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung và tiểu sử của Huệ Nhi, một thành viên xinh đẹp tài năng khác của nhóm SPM nhé. Cựu sinh viên bách khoa đam mê sáng tạo nội dung, mang giá trị đến cho cộng đồng. Vũ Huệ Nhi là một cô gái trẻ được nhiều người biết đến không chỉ bởi vẻ đẹp ngọt ngào, cuốn hút mà còn bởi tài năng của mình. Cô nàng là cựu sinh viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội, thích khám phá, trải nghiệm những điều mới lạ. Việc chuyển hướng và thành công trong lĩnh vực diễn xuất khiến cô nàng khá bất ngờ. Hiện tại, Huệ Nhi đang làm việc trong ngành truyền thông sáng tạo với nhiều vị trí khác nhau, từ nhà sản xuất, diễn viên cho đến giám đốc vận hành, và nhiều thành tựu nổi bật. Trong vòng 6 năm, cô nàng đã góp mặt trên 200 video với hơn 200 triệu lượt xem. Mặc dù tốt nghiệp bách khoa, nhưng Huệ Nhi vẫn liên tục tìm kiếm cơ hội được học để trau dồi kiến thức cũng như các môn nghệ thuật và luyện tập thể thao. Cơ duyên nào đưa Huệ Nhi bén duyên với nghề diễn xuất? Diễn xuất là đam mê từ nhỏ của mình. Hồi bé, mình theo mẹ và thầy cô đi diễn ở địa phương. Đỗ đại học, mình casting vào các đoàn phim nhỏ. Để vừa học bách khoa và diễn xuất, mình tham gia hoạt động văn nghệ ở trường và một team media do sinh viên bách khoa lập ra, SPM TV. Được biết bạn là một trong những người trẻ có lượt theo dõi nhiều trên mạng xã hội, nhờ đâu mà mọi người có thể biết đến bạn nhiều như vậy? Sinh viên bách khoa đông lắm, một cô gái bình thường như Nhi khi đi học, ở ký túc xá, tham gia hoạt động đoàn, hội cũng có thể được sự theo dõi của hàng nghìn chim anh vũ rồi. Cũng như các hoạt động offline ở trường, địa phương và công ty, mạng xã hội là nơi mình tiếp cận với cộng đồng. Mình được chú ý khi xuất hiện tại các chương trình từ thiện, sự kiện thể thao hoặc tham gia sáng tạo, quản trị nội dung trên social media. Đặc biệt, năm 2016, phim ngắn đầu tiên mình diễn ở SPM TV có được hơn chục triệu views. Bức ảnh của mình khi ấy hơn 50.000 lượt thích được lan truyền rộng rãi. Sau đó là vai diễn Huệ Nhi, sitcom Mì Tôm, Huệ Nhi, lớp học bá đạo, MC phỏng vấn đường phố đầu tiên thực hiện cùng số Hạ Production và làm khách mời các chương trình truyền hình trên VTV6. Được mọi người chú ý đến mình là điều cần thiết đối với một diễn viên. Liệu có bao giờ Nhi thấy áp lực vì quá nhiều người quan tâm đến cuộc sống của mình hay chưa? Mới đầu mình thấy vui lắm vì vai diễn của Nhi mọi người chú ý. Nhưng đôi khi không phải ai chú ý cũng thích mình. Có những ngày mình đọc hơn 1.000 bình luận, tin nhắn tiêu cực về vai diễn Huệ Nhi, trong đó có cả những người bạn không hiểu mình, người yêu và người thân. Khi ấy mình chỉ biết ở trong phòng và khóc. Có nhiều lần các bạn follower nhận ra mình rồi đi theo, lén chụp hình, post lên social. Hay có bạn nhắn tin, gọi điện cho bố mẹ, bạn bè mình để làm quen. Khi mình đi làm công việc bình thường, có người nói Vũ Huệ Nhi mà phải làm việc như này á. Thời điểm đó, mình chưa chuẩn bị tâm lý để nhận danh diễn viên, hot girl bách khoa, cool của các bạn trẻ. Nhi đã rất nhiều lần nhập viện cấp cứu vì nhồi máu não. Khi ấy mình thực sự trân trọng những ai đang quan tâm, chăm sóc mình. Trên hành trình đi đến mục tiêu của mình, Nhi đã gặp phải những khó khăn gì và bạn vượt qua những điều đó như thế nào? Khó khăn chính là áp lực về tài chính, thời gian cùng năng lực, ngoại hình và sức khỏe. Áp lực về kinh tế khi Nhi đi quay không có thu nhập sẽ rất khó để phát triển. Nhiều lúc mình muốn có thời gian nghỉ ngơi cho bản thân nhưng không thể vì lịch quay đã cố định, lịch học, lịch làm chưa xong. Lúc đó, Nhi chọn công việc liên quan đến phim ảnh và có thu nhập ở công ty gần trường. Ngoài ra, mình nhận thêm các công việc online khác như quản trị cộng đồng. Hồi mới lên Hà Nội, giọng Nhi địa phương lắm. Lúc lên hình cũng vậy, xem lại thấy giọng mình, thấy cách diễn tệ thật. Mình nhờ các bạn Hà Nội tập cho, có nhiều lúc mình đứng vài tiếng để tập nói một từ. Mình xem nhiều phim, rồi bắt chước cách diễn. Mình chưa bao giờ casting đậu vai. Khi ấy mình xin đi làm kỹ thuật, sản xuất. Có lúc vác 4 cái chân máy, 20 chục cân, đi 20 km phụ quay là chuyện bình thường. Áp lực kèm thiếu ngủ, khiến mình tăng cân kinh khủng. Ngày ăn một bữa, đi tập cả tháng cũng không giảm. Nhiều bạn bỏ theo dõi, chê thẳng thừng vì mình quá béo. Đạo diễn từ chối vì người xem, nhãn hàng chê ngoại hình mình kém. Thế rồi cũng có người thương, cho mình vai hơi béo. Đó chính là Huệ Nhi ở lớp học bá đạo, và nhiều bạn lại thích mình mập mập như vậy. Nhi nghĩ thế nào về thành công và cách nắm bắt cơ hội trong quãng thời gian còn là sinh viên? Mỗi người sẽ có định nghĩa thành công khác nhau. Đối với mình, thành công là được ghi nhận công sức, được thấy mọi người thích thú với những gì mình làm ra, thấy những người mình yêu thương không khổ. Để nắm bắt cơ hội tốt, đầu tiên cần xác định rõ mục tiêu và mục đích sống của cuộc đời. Chủ động, nhiệt tình giúp đỡ người khác bằng sự chân thành và năng lực, cơ hội sẽ đến. Mình làm hết những thứ có thể khi có người cần. Thẳng thắn chia sẻ với mọi người về bản thân, ai yêu quý hoặc cần năng lực của mình sẽ tự trao cơ hội.
Nhi có thể chia sẻ về những dự định sắp tới trong tương lai của mình được không? Nhi mong muốn trở thành một nhà sản xuất. Hiện tại mình đang là co-founder và điều hành một công ty sản xuất hình ảnh truyền thông. Nhi đã có kế hoạch xây dựng nội dung trên TikTok, Facebook, YouTube. Hy vọng mọi người ủng hộ và Nhi có cơ hội trải nghiệm, chia sẻ nhiều điều thú vị, nhất là lĩnh vực du lịch, công nghệ và thể thao. Bên cạnh đó, mình vẫn trau dồi kiến thức về các lĩnh vực khác và rèn luyện kỹ năng diễn xuất, nhảy, hát để có thể hoàn thiện bản thân hơn trong tương lai. Câu nói mà Nhi tâm đắc nhất đó chính là, dù bạn đang ở vị trí nào cũng có thể sáng tạo nội dung giá trị cho cộng đồng. Chỉ cần mình làm việc với một thái độ nghiêm túc, cầu thị, thì thành công sớm muộn cũng sẽ mỉm cười. Vì để thành công, cần một chặng đường dài cố gắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón xem. Nếu thấy hay hãy like video và đừng quên nhấn đăng ký kênh Tâm Phúc TV để được cập nhật liên tục những video mới nhất về tiểu sử người thành công và nổi tiếng khác nhé.